Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại cung cấp khí đốt cho châu Âu. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp khí đốt tới châu Âu, có thể là qua đường ống Yamal. Thị trường châu Âu vẫn mở, tình trạng thiếu khí đốt vẫn còn và chúng tôi có mọi cơ hội để tiếp tục cung cấp chúng. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 25 tháng 12 dẫn lời ông Novak nói, ví dụ đường ống Yamal châu Âu đã bị dừng vì lý do chính trị, vẫn chưa được sử dụng lại. Đường ống Yamal dẫn khí đốt tới Tây Âu gần như đã ngừng hoạt động kể từ tháng 12 năm 2021 do Ba Lan từ chối mua khí đốt của Nga để chuyển sang sử dụng khí đốt dự trữ ở Đức. Hồi tháng 5, Warsaw đã chấm dứt thỏa thuận với Moscow sau khi từ chối yêu cầu của Nga rằng họ phải thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Nhà cung cấp Nga Gazprom phản ứng bằng cách cắt hoàn toàn nguồn cung và cho biết sẽ không thể xuất khẩu khí đốt đến Ba Lan nữa sau khi Moscow áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty sở hữu phần đường ống Yamal châu Âu đi qua lãnh thổ nước này. Phó Thủ tướng Novak cũng nhắc lại rằng Nga đang thảo luận về việc cung cấp khí đốt bổ sung tới châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thành lập một trung tâm cung ứng ở đây. Ông đồng thời cho hay Moscow dự kiến vận chuyển 21 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng tới châu Âu trong năm 2022. Năm nay chúng tôi đã có thể tăng đáng kể nguồn cung LNG cho châu Âu. Trong 11 tháng năm 2022, chúng đã tăng lên 19,4 tỷ mét khối và đến cuối năm dự kiến là 21 tỷ. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở hướng cao Upyansk, các cuộc tấn công bằng pháo của Nga đã đánh trúng nhân lực và thiết bị quân sự của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 14 gần Petropavlovka và Lữ đoàn Cơ giới số 92 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine gần Krasnoye ở vùng Kharkov. Tại đây, 50 quân nhân Ukraine, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải của họ bị loại bỏ. Ở hướng Krasny Liman, các cuộc không kích và pháo binh của Nga nhắm vào các vị trí của các đơn vị lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 111 gần Toskoye và lữ đoàn Dù 25 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Tekhmi, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Kết quả là hơn 40 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe gắn máy bị tiêu diệt. Tại hướng Donetsk, quân đội Nga đã đánh hạ một nhóm chiến thuật tổng hợp gồm lính đánh thuê nước ngoài và đánh bại các đơn vị của lữ đoàn tấn công miền núi số 10 của Ukraine gần Zadolovka. Tại đây, Ukraine mất tới 60 quân nhân và lính đánh thuê, 4 xe bọc thép chở quân và 3 xe bán tải. Ở hướng Nam Donetsk, hơn 40 quân nhân Ukraine, 4 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới đã bị tiêu diệt do các cuộc không kích và pháo binh nhằm vào nơi tập trung các đơn vị của Lữ đoàn Cơ giới số 92 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine gần Vodianoye thuộc Donetsk. Lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới số 65 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine gần Lethino và một kho vũ khí tên lửa và pháo binh gần Novoselovka, vùng Zaporozhye, cũng như 53 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài quân sự tại 92 khu vực. Máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi một máy bay Su-27 của không quân Ukraine gần Kamisevka. Ngoài ra, máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-8 của Ukraine bị Nga bắn rơi gần khu định cư Selidovo và Gruzkoye. Cơ sở phòng không Nga còn bắn hạ một trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine gần Kirovo. Bên cạnh đó, 15 máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ trong ngày tại các khu vực của Donetsk, Lugansk, vùng Kherson và vùng Zaporozhye. Tại mặt trận Lugansk, sau những thành công bước đầu chặn đứng đà tấn công của Ukraine từ hướng Kharkov, đã có hình ảnh về 50 xe tăng T-90M thế hệ mới và xe chiến đấu hộ vệ tăng xuất hiện tại thị trấn Svatov. Chính vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên nếu các mũi tiến công của Nga tại hướng này có nhiều đột phá trong thời gian tới để hợp vây hướng Bắc nhằm vào tuyến phòng ngự kiên cố tại tỉnh Donetsk. Trong một diễn biến liên quan, một quan chức giấu tên thuộc lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhận định rằng những hệ thống phòng không Patriot được Mỹ tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine hồi giữa tuần này không phải là vấn đề khó khăn với họ. Vị quan chức giấu tên cho hay, hai phiên bản đầu tiên của Patriot, tức PAC-1 và PAC-2, đã được chứng minh là những hệ thống cực kỳ kém hiệu quả ở Iraq, nhất là khi đánh chặn những loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, lạc hậu hơn. Trong khi đó, tổ hợp phòng không hiện đại nhất của Patriot là PAC-3, phiên bản được trang bị radar AN-MPQ-65, có khả năng phát hiện những mục tiêu bay có kích cỡ nhỏ và tầm bay thấp ở khoảng cách 70 km, lại chưa được chứng kiến từng tham gia thực chiến. Theo người này, hệ thống phòng không Patriot chỉ có thể gây ra những rắc rối nếu Mỹ gửi cho Ukraine phiên bản tiên tiến nhất, còn trong trường hợp này thì vấn đề Patriot có thể giải quyết được. Phát biểu trên của quan chức giấu tên thuộc lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng được đưa ra chỉ vài ngày sau tuyên bố thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc hội đàm với ông Zelensky,
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,85 tỷ đô la Mỹ Washington dành cho Kiev, bao gồm các hệ thống phòng không Patriot. Ở phía ngược lại, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 25 tháng 12 cho biết, quân đội Nga trong 24 giờ qua đã tiến hành nhiều hoạt động tấn công ở một số khu vực thuộc tỉnh Kharkov, Lugansk và Donetsk. Các đơn vị quân đội Ukraine đã thành công đẩy lui nhiều hướng tiến công của binh sĩ Nga nhằm vào các khu dân cư Liman Percy thuộc Kharkov, Stepanakhitka, Novoselitki, Plotchanka thuộc tỉnh Lugansk và Bakhmutsky, Bakhmut, Klitschewa trong địa phận tỉnh Donetsk. Đồng thời, các đơn vị vũ trang Ukraine trong ngày 24 tháng 12 cũng thực hiện một số vụ tập kích nhằm vào vị trí binh sĩ đối phương đang đồn trú. Cụ thể, các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công vào 4 sở chỉ huy, 3 nơi tập trung binh lực, vị trí tập kết một tổ hợp phòng không S-300 và một số khí tài quan trọng khác của Nga. Kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra tới nay, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 101.430 binh sĩ đối phương. Bộ Quốc phòng Nga tới nay chưa bình luận về số liệu binh sĩ nước này tử trận được phía Ukraine công bố. Ông Vladimir Sando, quyền tỉnh trưởng Kherson do Moscow bổ nhiệm, cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích khiến dân thường thiệt mạng để đổ lỗi cho lực lượng Nga. Ông Sando nói, hôm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc pháo kích khủng bố vào Kherson, gây ra cái chết cho dân thường. Đó là hành động khiêu khích nhằm theo đuổi mục tiêu rõ ràng là đổ lỗi cho lực lượng vũ trang Nga. Bình luận của Sando được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sáng ngày 24 tháng 12 chia sẻ hình ảnh vụ pháo kích tại trung tâm thành phố Kherson và cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công trước thềm Giáng sinh. Ông nhấn mạnh mục tiêu tấn công không phải là cơ sở quân sự, đồng thời cáo buộc quân đội Nga nổ súng nhằm đe dọa và khủng bố dân thường. Theo Phó Tránh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirilo Timoshenko, vụ pháo kích làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 55 người bị thương, trong đó 18 người bị thương nặng. Ông Sando cho rằng bản chất của sự hủy diệt cho thấy rõ ràng cuộc pháo kích đã được tiến hành bởi các đơn vị súng cối cơ động từ phía Bắc và Tây Bắc thành phố. Ông Sando nói, đó là thủ đoạn mà Ukraine thường sử dụng, như sau khi khai hỏa, họ hèn nhát chạy trốn khỏi hiện trường vụ pháo kích, thường là bằng xe dân sự, để che đậy tội ác của mình. Giới lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm cho hành động tàn bạo khi họ ra lệnh khai hỏa vào các khu dân cư. Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc này. Tổng Giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga Andrei Kotunov nhận định tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể bước vào giai đoạn đối đầu vào năm 2023. Trả lời câu hỏi liệu cuộc đối đầu trực tiếp có xảy ra hay không, chuyên gia này nói, tôi sợ là có. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ phụ thuộc vào tình hình chính trị chung. Tình hình càng căng thẳng, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ càng gay gắt, thì hành vi của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ càng chủ động và quyết đoán hơn. Rất có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến các vụ thử tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên trong trường hợp như vậy và thậm chí không thể loại trừ các vụ thử hạt nhân trong năm tới. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng, nhìn bề ngoài, các nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ hành động dựa trên thực tế là Nga và Trung Quốc sẽ ngăn cản Mỹ và các đồng minh thông qua bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào đối với Triều Tiên, sử dụng các cơ chế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông giải thích, đây không phải là xu hướng dẫn đến bờ vực chiến tranh, song chúng tôi thấy có những căng thẳng rất nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, đã có các vụ thử tên lửa. Mặt khác, chúng tôi thấy Hàn Quốc đang hướng về Mỹ và các cuộc tập trận chung đã diễn ra. Điều này nhiều khả năng sẽ gây tác động xấu đến sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên vì nó dẫn đến việc củng cố xu hướng lưỡng cực cứng nhắc. Theo ông, sự ổn định nhất định trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington và việc thiết lập hệ thống điều phối ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể phá vỡ xu hướng đó. Trong ngày 25 tháng 12, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Nhật Bản định hướng quan hệ song phương dựa trên tầm nhìn chiến lược sau khi lãnh đạo hai nước đã đạt được nhất trí hồi tháng trước về việc thúc đẩy ổn định và phát triển quan hệ song phương.